Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một cái mô hình đèn tín hiệu giao thông. Mình hướng dẫn cho một em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đây là cái sản phẩm để cho em dự thi cái cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. Thì đây là cái mô hình đèn giao thông ở ngã tư. Thì hệ thống này nó sẽ có phần lập trình và thời gian, đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Thì các bạn xem tổng thể cái mô hình ha. Đây là cái mạch led 7 đoạn đó. Và các bóng led ha. Thì mình sẽ mở cái ruột bên trong cho các bạn xem. Đây là toàn bộ phần mạch điều khiển ở bên trong ha. Và các bạn biết ở đèn giao thông của chúng ta, thực tế ở ngoài đường khi mà cúp điện thì các cái hệ thống đèn giao thông không có hoạt động ha. Thì mình cũng hướng dẫn cho em nó làm luôn cái hệ thống mô hình đèn giao thông này, sử dụng pin mặt trời. Bạn thấy pin mặt trời nằm đó ha. Mình xài nguồn mô hình thôi, nhưng mà thực tế khi đưa ra ứng dụng thì mình xài điện đường và có cái hệ thống điện mặt trời dự phòng. Khi cúp điện thì nó sẽ chuyển sang cái hệ thống điện mặt trời dự phòng cho cái hệ thống đèn giao thông này ha. Bây giờ mình sẽ test cho bạn xem chức năng của cái mô hình đèn giao thông này cho các bạn xem ha. Đây là mình dùng cái cục sạc dự phòng, cục sạc dự phòng của mình chế bơ hơn ha. Đấy, khi có điện thì các bạn thấy là đèn ở các cái điểm, đây là đèn đỏ và bên này cũng là đèn đỏ, thì cái hướng này là cái hướng xe dừng lại và chuẩn bị đèn đỏ tắt, thì đèn vàng bên này nó sẽ sáng à, đèn đỏ bên này tắt thì đèn vàng đó, và nó chuyển sang đèn đỏ bên này, thì cái hệ thống đèn bên này là đèn xanh. Đèn xanh nó sẽ sáng lên cho đường này chạy ha. Và các bạn thấy đây có nhảy thời gian ha, đèn đỏ nhảy thời gian nha các bạn, đồng thời có chuông cảnh báo luôn à. Các bạn thấy không, bốn bên đều có đèn à, thì cái mô hình nó sẽ hoạt động như vậy. Và đây là cái tấm pin nè, cái tấm pin mặt trời bữa hôm mình chế nè. Cái tấm này là cái tấm 12V 5W à, mình đã chế cho nó lại là thành 6V ha. Trong đó mình có gắn một con diode gen 6V để cho cái nguồn xuống 6V nạp cho cái cục sạc dự phòng này nha. Thì hệ thống của em học sinh này sẽ đi tham gia giải sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. Đây là trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hy vọng cái mô hình này sẽ mang lại giải cao cho em học sinh Nhật Quân này ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.